Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt tiếng Việt cho Telegram. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái trình duyệt Chrome nha. Rồi sau đó các bạn bấm cái mục tìm kiếm hoặc nhập URL này. Các bạn nhập cho mình cái địa chỉ trang web là t.me gạch chéo check language Các bạn nhập như mình nha. Rồi, gạch chéo ABC XYZ Các bạn nhập như thế này. Rồi, sau đó các bạn bấm vào đi. trang web này đang tìm cách mở một ứng dụng khác thì bước này các bạn bấm vào cho phép nha rồi các bạn bấm mở rồi các bạn bấm vào trang rồi vậy là mình đã cài đặt tiếng việt cho telegram thành công này đó như các bạn thấy thì bây giờ nó đã đổ sang tiếng việt rồi này rất là đơn giản vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt tiếng Việt cho Telegram video của mình cũng dừng tại đây cảm ơn các bạn đã xem bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. máy bay